Chào các bạn, và mình là Cá Tuân Cá phiên bản con gái. Thì hiện tại là mình đang đua xe với bà chị này nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, bà chị này á thì chạy xe mô tô 4 bánh, còn mình thì chạy xe mô tô của cảnh sát. Bà chị ơi, bà chị chạy xe từ từ thôi. À, em xin lỗi bà chị có sao không? Rồi, tới công chuyện luôn rồi các bạn. Mình chạy nhanh quá, mình lỡ đụng bà chị này. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho đội cứu thương nha. Sao mà xui dữ vậy ta? Vừa vào chưa có gì hết à? Mình với bà chị này đang đua xe mà gây ra tai nạn rồi. Hả? Mình không có số cứu thương luôn, làm sao bây giờ đây? Mọi người ơi, mọi người giúp mình với. Mọi người gọi điện cho đội cứu thương đi mọi người ơi. Hả? Sao lại lấy xe của người ta? Thôi mà mấy anh trai ơi, mấy anh trai gọi điện cho cứu thương giúp em đi. Hả? Anh trai này đánh mình chứ các bạn? Đây các bạn nhìn mình nè, cái mặt mình uy tín vậy mà anh trai kia đuổi theo đánh mình. Cái mặt mình phải gọi là đúng cu te hột me phô mê que luôn á. Mấy anh trai đừng có đánh em. Ôi các bạn, mấy anh trai này đánh cái tuân cá phiên bản con gái luôn rồi. Mấy anh trai đừng có đánh em mà. Mấy anh trai ơi, gọi điện cho đội cứu thương đi. Ơ sao kỳ vậy ta? Mình nhớ bình thường như vậy này các bạn, là đội cứu thương sẽ đến đây rồi. Hả? Còn ông chú này nữa. Giờ nó thì thói mới ghê chứ các bạn. Ông chú ơi, ông chú gọi điện cho đội cứu thương giúp con đi. Ở đây có người gặp tai nạn rồi ông chú. Ông chú gọi điện cho đội cứu thương giúp con đi. Ui các bạn coi kìa, lôi ông chú sao mà ông chú té luôn. Hả? Hai người xỉu luôn rồi các bạn ơi. Làm sao bây giờ đây? Mình đang muốn giúp đỡ mọi người mà, không ngờ mọi người té xuống xe rồi mọi người xỉu hết rồi. Làm sao bây giờ đây? Thương này mình nhớ thông thường á là chừng một người xỉu thôi các bạn là đội cứu thương đến rồi. Còn bây giờ các bạn nhìn nè, hai người xỉu luôn mà đội cứu thương không đến. Kỳ vậy ta. Rồi bây giờ mình sẽ để những chiếc xe này vào lề nha các bạn. Để đây thì nó cản trở giao thông lắm. Rồi hai chiếc xe vào lề luôn. Ui mọi người ơi, mọi người chạy xe ẩu dữ vậy. Rồi các bạn ơi, mình sẽ để ông chú này với bà cô này nằm ở trong lề nha. Một chút nữa đội cứu thương sẽ đến đây. À, anh ta chạy xe cọc cào. Mọi người ơi, mọi người cứ chạy xe bình tĩnh thôi, không có chuyện gì đâu. Anh trai ơi, anh trai đua xe với em không? Ồ, anh trai đó đua xe với mình rồi các bạn. Anh trai ơi, anh trai đua xe với em nha. Anh trai đừng chạy bỏ em. Hồi nãy mình vừa chạy đến đường kia các bạn, mấy anh trai cảnh sát thấy mình đẹp quá, cho nên là cho mình mượn chiếc xe của cảnh sát. Ui, đụng anh trai kia, mà anh trai kia không té luôn. Này thì anh trai đua xe với em nè, anh trai đua xe với em nè. Các bạn nhìn nè, đó, cá tuân cá phiên bản con gái chạy xe mô tô của cảnh sát lên đầu luôn nha. Lên đầu này các bạn, lên đầu nè. Anh trai ơi anh trai chạy xe đâu mà nhanh dữ vậy. Anh trai ơi, từ từ thôi. Ui, anh trai kia lặng nó đánh võng ghê cho các bạn. Chạy xe còn hay hơn cả mình nữa. Anh trai ơi, đua với em nè anh trai. Các bạn thấy cá tuân cá phiên bản con gái á, cái mặt của tê ghê cho các bạn. Nhìn mặt này là biết uy tín liền luôn đó. Anh trai chạy đâu với em. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại chỗ kia, mình mua bánh hot dog nha các bạn. Rồi mua bánh hot dog thôi các bạn. Còn mọi người như vậy thôi ha, nhây quá thì không vui đâu các bạn ơi, mình trôi vừa thôi. Hello, xin chào mọi người. Mọi người bán cho mình mấy cái bánh hot dog đi mọi người ơi. Hả? Cái gì vậy? Mọi người làm gì vậy? Mọi người đuổi theo đánh mình vậy các bạn? Thôi chạy. Dường như không phải các bạn ơi, mọi người hâm mộ mình. Các bạn nhìn kìa, mấy anh trai này thích mình rồi. Đó, lúc đầu mình nói với các bạn đâu có sai đâu. Cái mặt mình như vậy nè các bạn, nhìn đúng cu te hột me phô mê que luôn. Cho nên là mọi người rất thích mình nha. Ôi, mọi người đuổi theo hâm mộ mình quá chung luôn các bạn. Hello xin chào mọi người. Mọi người ơi, có chuyện như vậy mọi người? Mọi người thích mình hả? Ôi, các bạn nhìn kìa, bây giờ mình đi đến đâu, mọi người chạy theo đến đó. Mọi người hâm mộ mình quá nhiều đi mà các bạn. Để bây giờ mình đi vào đây mình xem thử là anh trai Thu Ngân ngày hôm nay có làm hay là không nha. À, ảnh có làm được các bạn. Ôi mọi người, từ từ thôi. Có chuyện gì vậy mọi người? Từ từ thôi. Ôi các bạn nhìn kìa, mọi người bây giờ mọi người đuổi theo, mọi người hâm mộ mình. Mình có hơn cả diễn viên nổi tiếng nữa các bạn. Cá tuân cá phiên bản con gái mà. Mọi người thích mình lắm nha. Mọi người chạy theo, mọi người hâm mộ mình quá chừng luôn. Ui từ từ thôi mọi người ơi. Ôi, các bạn coi kìa, chạy vô cái quán của người ta sao mà tông té ngã cái lăn cục mèo quá chừng luôn kìa các bạn. Rồi từ từ mấy anh trai ơi, để mình làm thử một cái thí nghiệm này nha các bạn.
Thông thường á là mình đột nhập vào cái máy ATM này nè, anh tay thu ngân là anh sẽ báo cảnh sát nha. Rồi ngày hôm nay mình là cách tuần cá phiên bản con gái, không biết là mình làm như vậy anh có báo cảnh sát hay là không nữa, để mình thử đã các bạn ơi. P O N S O N P I. Rồi không biết là mình được bao nhiêu tiền đây ta, được bao nhiêu tiền đây. 193.000 đô các bạn ơi. Hả, mình lên 2 sao rồi. Không phải các bạn ơi, anh trai đó ảnh vừa điện thoại ảnh báo cảnh sát, tự dưng cảnh thấy mình cảnh tắt máy luôn các bạn. Mình mắc sao rồi kìa. Ui mọi người, từ từ thôi mọi người ơi, mọi người đừng có chen lấn xô đẩy mà. Mình biết là mình đẹp nhưng mà mọi người cứ từ từ đã mọi người ơi. Các bạn nhìn kìa, mọi người chen lấn xô đẩy, bây giờ mình đi ra ngoài không được luôn các bạn. Thôi mọi người cho mình đi ra ngoài đi mọi người ơi. Mọi người làm gì mà đuổi theo mình như vậy, bây giờ mình nổi tiếng quá các bạn, mọi người đuổi theo mình quá chừng luôn nè. Rồi bây giờ làm sao đây? Mình phải sử dụng bắn mod để mình đi ra ngoài nha các bạn, chứ nếu không á là mọi người đuổi theo mình chạy ra không được luôn đó. Các bạn nhìn kìa, fan hâm mộ của mình quá chừng luôn. Ôi mọi người ơi, từ từ bình tĩnh mọi người. Nếu như mọi người đã hâm mộ mình như vậy thì bây giờ mình sẽ đứng lên đây, mình nhảy một điệu nhảy cho mọi người xem nha. Rồi, wow các bạn nhìn kìa, ở đằng kia có mấy người chạy ra đây luôn á. Ơi từ từ thôi mọi người ơi, đừng có chen lấn mọi người, đừng có chen lấn, đừng đừng có chen lấn mà. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ thôi. Ôi các bạn ơi, mọi người đang chạy ở đây theo dõi mình quá chừng luôn nè. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã hâm mộ mình nha. Và đây là tiếp mục, mình sẽ nhảy một điệu nhảy mình tặng mọi người. Mọi người cứ bình tĩnh đi mà, không sao đâu. Đâu này ta, mình sẽ nhảy cái điệu nhảy quen thuộc của mình nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cái điệu nhảy này, các bạn có nhận ra điệu nhảy là của ai không? Điệu nhảy này khá là quen thuộc luôn đó các bạn. Được rồi mọi người ơi, mọi người đừng chen lấn mà, mọi người cứ xếp hàng đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình nhớ là bình thường đoạn đường này mọi người qua lại khá là đông luôn các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay mình không biết lý do vì sao đoạn đường này vắng tanh luôn, không có một ai. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Rồi, để bây giờ mình đi vào đây mình đổ xăng nha các bạn. Xe của mình đột nhiên chạy đến đây nó lại bị hết xăng rồi. Hello mấy anh trai ơi, mấy anh trai đổ xăng giúp em đi, xe em hết xăng rồi. Nào những người anh em ơi, đi xuống đây với mình nè. Mấy anh trai ơi, đổ xăng giúp em đi mấy anh trai. Với mấy anh trai cho em hỏi nè, tại sao ngày hôm nay đoạn đường này lại không có ai? Bình thường em nhớ là mọi người qua lại khá là đông luôn, nhưng mà bây giờ em không thấy một ai luôn đó. Mấy anh trai ơi, chuyện gì vậy mấy anh trai? Tại sao mấy anh trai đó lại bỏ chạy rồi các bạn? Rồi còn những người anh em của mình nữa. Những người anh em ơi, sao những người anh em lại bỏ chạy rồi? Cái tuần đó, cái tuần mau, cái tuần ship bỏ chạy hết rồi các bạn. Rồi thêm hai anh trai kia nữa. Mình chỉ hỏi là mọi người tại sao ngày hôm nay mình không thấy ai? Tự dưng hai anh trai đã bỏ chạy. Rồi còn những người anh em của mình nữa. Mọi người bỏ chạy hết luôn rồi. What the con heo? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ chạy xe đi vào vùng quê bất ổn nha các bạn. Mình sẽ tìm anh trai Thu Ngân cái hành quá tổng hợp, mình sẽ hỏi ảnh để xem là chuyện gì đang xảy ra nha. Mình không hiểu luôn. Mọi người ngày hôm nay lạ dữ vậy ta? Mình chỉ muốn hỏi mọi người thôi mà. Mọi người không muốn trả lời mình thì thôi đi, thấy mình còn chạy nữa các bạn. Rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỗ này cũng không có ai luôn các bạn ơi. Ngay cả đồn cảnh sát bình thường mình thấy có khá là nhiều người tập hợp ở đây luôn á. Thấy rồi các bạn, có hai anh trai nè. Hello mấy anh trai, chuyện gì đang xảy ra vậy mấy anh trai? Mấy anh trai ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người cũng không muốn trả lời mình luôn. Hả? Các bạn nhìn kìa, ở đằng đây mình thấy mọi người tập hợp làm gì mà đông dữ vậy ta? Mọi người vỗ tay cổ vũ reo hò nè các bạn. Chuyện gì vậy mọi người ơi? Các bạn nhìn nè, cái tuần mau, cái tuần đó, cái tuần xếp đứng ở đây. Mọi người làm cái gì vậy mọi người? Cái tuần mau thì cầm máy chụp hình hả? Cái tuần đó thì vỗ tay, còn cái tuần xếp thì đánh trống. Khó hiểu thật sự luôn các bạn. Mình không biết là chuyện gì đang xảy ra luôn. Mọi người ơi, có chuyện gì vậy mọi người? Tại sao mọi người lại cổ vũ reo hò này các bạn? Hả? Phía trong kia mình thấy có ai đang đứng nha các bạn ơi. Cát Tuôn Mao phiên bản con gái hả? Nhưng mà sao cái mặt nó kỳ như vậy các bạn nhìn nè. Cái mặt này giống y chang là bị lỗi luôn. Mọi người hâm mộ nó quá các bạn. Các bạn nhìn kìa,
Mọi người cổ vũ reo hò quá chừng luôn, nhưng mà mình thấy bình thường mà ta. Mình thấy có gì đâu, tại sao mọi người lại hâm mộ dữ vậy? Nhưng mà Captain Marvel phiên bản con gái đứng như vậy là không đúng đâu các bạn ơi. Đứng như vậy mới đúng nè. Đó, mình sẽ đẩy cho một cái dù ở đây nha. Rồi Captain Marvel ơi, bạn đứng ở phía trên đây nè, như vậy mới đúng chứ. Đấy các bạn nhìn nè, mình sẽ đẩy cho Captain Marvel phiên bản con gái đứng ở phía trên đây nha. Đó, mình cho nhảy luôn. Phải như vậy nè các bạn mới đúng đúng không? Chứ tự dưng đứng trong kia ai đâu mà thấy. Đó, cái điệu nhảy này thấy giống lắm nha. Không lẽ đây chính là BD giả mạo các bạn? Để mình nhớ lại đã. Zombie BD hay thích giả ma đó các bạn. Ngày hôm nay giả thành con gái đến đây nhảy múa dụ dỗ mọi người hả? Này nhá, Zombie BD dám dụ dỗ mọi người nè, tới công chuyện với mình luôn. Còn cách tuân mau nữa, cái tuân đó nữa, cái tuân ship nữa. Sao lại dễ dàng để nó dụ đến như vậy? Mọi người ơi, mọi người tỉnh lại đi. Sao mọi người lại dễ dàng để dụ đến như vậy? Ơ các bạn nhìn nè, anh trai này có quả đầu của cá sấu manti này các bạn ơi. Đầu không máu lửa đời không nể. Nào, cách tuân mau ơi, bạn làm gì vậy? Ơi, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Ui, anh trai đó có một cây gậy của ma cây phết đi, đánh một lũ ma ghê với các bạn. Nào, cách tuân mau, cách tuân ship, cái tên đó, giúp mình với. Mọi người làm gì vậy mọi người ơi? Mọi người giúp mình với. Mọi người bị cách tuân mau phiên bản con gái gạt rồi. Này nhá, cách tuân mau phiên bản con gái hả? Dám dụ mọi người nè, dám dụ mọi người nè. Có cả cây kiếm của đội Cora luôn các bạn. Ghê như vậy. Mọi người ơi, mọi người đi về nhà đi. Mọi người hiểu nhầm rồi. Đây chính là zombie BD giả ra đó mọi người ơi. Chứ không phải là cách tuân mau đâu. Còn cách tuân ship, cách tuân đót nữa. Giúp mình với, giúp mình với. Mấy thanh niên này mình không biết làm gì nữa các bạn. Giúp mình với, giúp mình với, giúp mình với. Sao đứng yên rồi? Mấy thanh niên này, có chuyện gì vậy? Mọi người ơi, giúp mình với mọi người. Tại sao mọi người lại đứng yên vậy? Mọi người không giúp đỡ mình đúng các bạn. Được rồi, đã như vậy thì bây giờ mình sẽ gọi ra 500 anh em cách tuân ma, cách tuân đó, cách tuân ship luôn nha. Mọi người ơi, mọi người giúp mình với. Còn mấy anh trai này các bạn, thấy mình đánh cách tuân mau cho nên là bây giờ mọi người đánh mình luôn nha. Đâu rồi, cách tuân mau phiên bản con gái. Này thì cách tuân mau pha ke nè. Cách tuân mau pha ke nè, ui da, đánh nhầm rồi các bạn ơi. Cách tuân mau pha ke nè, cách tuân mau pha ke nè. Mình sẽ gọi ra 500 anh em tấn công luôn. Rồi, 500 anh em cách tuân cát. Mình sẽ cho mọi người cầm cái bóng chày cho các bạn. Rồi, giải đấu boxing ao làng bắt đầu. Mình sẽ gọi ra 500 anh em luôn. Rồi, đầu tiên sẽ là 500 anh em cách tuân cát. Tiếp theo sẽ là 500 anh em cách tuân đót. Rồi, 500 anh em cách tuân mau. Và cuối cùng sẽ là 500 anh em cách tuân ship. Mọi người ơi, đánh nhau đi mọi người. Giải boxing ao làng bắt đầu. Rồi, còn cách tuân mau phiên bản con gái rồi. Đây rồi các bạn ơi, cách tuân mau phiên bản con gái nè. Dám lừa mọi người hả? Ôi những người anh em ơi, những người anh em giúp mình với, giúp mình với, giúp mình với. Ui các bạn coi nè, hỗn chiến thật sự luôn các bạn. Đánh nhau quá chừng luôn kìa. Có anh trai này, dám đánh cái tuần mau của em nè. Dám đánh cái tuần mau của em nè. Ơi các bạn ơi, nãy giờ mình đập lộn cá tuần cát phiên bản con gái, mà mình đập lộn cái tuần mau không à. Tới 4 người anh em nữa nha các bạn. Cái tuần cát, cái tuần đó, cái tuần mau, cái tuần ship, mình đập lộn. Vậy mà từ nãy đến bây giờ mình thấy là có điều gì đó sai sai, nhưng mà mình không biết gì. Mình đọc nhầm nha các bạn. Cá tuần cát phiên bản con gái. Ơ mọi người ơi, cá tuần cát phiên bản con gái đâu rồi? Sao mọi người lại đẩy cho nó chạy? Ôi các bạn ơi, thanh niên zombie đó chuyên đi lừa gạt mọi người đó. À đây rồi, bạn đây rồi, bạn đi lừa gạt mọi người đúng không? Còn mọi người nữa, tỉnh lại đi mọi người ơi. Mọi người đừng để bị gạt mà. Ôi các bạn coi kìa, ở đằng kia có ba bốn anh trai tấn công bằng cách tuân mao của mình luôn. Ui cầm cái rìu bố giặt mới ghê chứ. Này thì anh trai dám đánh bạn của em hả? Anh trai tới công chuyện với em rồi. Anh trai dám đánh bạn của em hả? Ô các bạn ơi, mình không được ngồi dậy luôn nè. Này nhá, anh trai dám đánh bạn của em hả? Nào những người anh em ơi, giúp mình với những người anh em. Rồi, mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người giúp mình với. Tại sao những người anh em của mình lại không chịu giúp mình? Mình gọi lên 500 anh em cơ mà. Tại sao 500 anh em lại không chịu hỗ trợ mình? 500 anh em của mình chỉ đứng yên thôi các bạn. Này nhá, cát tuân cát phiên bản con gái giả mạo nè. Phiên bản con gái giả mạo nè, tới công chuyện với mình luôn. Này thì dám giả mạo thành cá tuân cá phiên bản con gái đi lừa gạt mọi người hả? Ui, anh trai này có vũ khí cận chiến ghê như vậy anh trai ơi.
anh trai có vũ khí ưng chiến ghê như vậy. Mọi người bây giờ đánh nhau loạn xà ngầu luôn các bạn ơi. Được coi những người anh em của mình nữa ta, sao lạ vậy? Rõ ràng là mình gọi ra 500 anh em à. Tại sao những người anh em của mình lại không biết bảo vệ mình? Những người anh em của mình đã đánh tùm lum tùm la các bạn ơi. Không chịu ai đánh hỗ trợ mình luôn kìa. Chạy theo mình thôi, không chịu đánh hỗ trợ mình luôn. Nào mọi người ơi, mọi người giúp mình với. Tại sao mọi người lại không chịu giúp mình? Mọi người chỉ đứng nhìn thôi các bạn, mọi người chỉ đứng nhìn thôi. Gặp mình có vũ khí cận chiến nữa, đánh nhà kiểu này chắc tới sáng quá à. Đây các bạn nhìn nè, mình mà lấy súng ra đó là mọi người chạy liền luôn. Đó, các bạn thấy không? Cầm vũ khí cận chiến bu lại đánh mình cho dữ vô. Mình lấy được một cái lựu đạn thôi, mọi người bỏ chạy hết rồi các bạn. Được rồi anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử Cartoon Cat phiên bản con gái, phiên bản pha ke thôi các bạn ơi, chứ không phải là hàng thật nha. Đó các bạn nhìn nè, cái mặt nhìn đúng ghê luôn á, mà mình không biết lý do vì sao mọi người lại chạy theo, mọi người quay phim nè, chụp hình nè, cổ vũ reo hò nè, rồi còn đánh mình nữa chứ. Ơ, mình không biết có gì đặc biệt luôn các bạn, những cái mặt này á xấu hơn yêu quái nữa. Mình thấy mình còn mắc ngủ nữa mà các bạn. Vậy mà không biết lý do vì sao mấy thanh niên này lại chạy theo bảo vệ, rồi còn cổ vũ reo hò mới ghê chứ. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi, tấn công đi, không cho nó ngồi dậy luôn, không cho nó ngồi dậy luôn. Thanh niên này chính là thanh niên zombie BD nha các bạn. À, này thì dám lừa gạt mọi người nè, bắn súng điện cho xỉu luôn, bắn súng điện cho xỉu luôn. Chờ cái tặc nha, mai mốt đừng có lừa gạt mọi người nữa. Lần sau mà mình còn thấy ở đây á thì mình sẽ đập cho một trận. Rồi những người anh em ơi, lên xe với mình thôi, đánh nhau như vậy đủ rồi các bạn. Mình không muốn đánh cho thanh niên này xỉu đâu. Rồi mọi người ơi, bỏ qua đi mọi người, bỏ qua đi mọi người, đừng có đánh nữa mà. Rồi rồi rồi, tới công chuyện luôn các bạn nhìn kìa, 500 anh em đó, đánh cho xỉu luôn nha. Những người anh em của mình hung dữ quá các bạn, mình kêu mọi người đừng đánh mà mọi người cứ đánh hoài à. Đánh chút á là thanh niên zombie BD xỉu luôn, như vậy là không tốt đâu. Rồi mọi người ơi, lên xe thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi vùng quê bất ổn. Wow, 500 anh em của mình đông quá các bạn. Rồi mọi người ơi, mọi người không chịu đi luôn các bạn. Thanh niên zombie BD tới công chuyện rồi. Những người anh em của mình bây giờ không nghe lời mình luôn các bạn ơi, quyết định đánh thanh niên đó cho một trận. Đó các bạn thấy không? Mình kêu mọi người đừng đánh nữa mà mọi người toàn đánh không à. Rồi bây giờ mình sẽ rời khỏi vùng quê bất ổn nha các bạn. Mình với những người anh em của mình sẽ cùng nhau đi thăm bà ngoại Danny. Ơ, ai bắn vậy? Ôi thôi 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 thôi, cái tuần ship ơi, đừng có bắn nữa bà bạn. Bạn ơi, bạn đừng có bắn nữa, bạn đừng có bắn nữa. Đừng có bắn nữa mà. Mọi người bây giờ loạn quá các bạn, đuổi theo mình nè, rồi bắn súng tùm lum tùm lá luôn. Còn mình thì mình đụng thanh niên này nha. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đó thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.